Ông Việt xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Đăng nhập trái tim. Chương trình của chúng tôi được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV phối hợp cùng với công ty Sunrise Media thực hiện và được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Và như chúng ta đã biết thì tình hình dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp. Tuy nhiên, Âu Việt và ekip chương trình nghĩ rằng thì tình yêu của chúng ta sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi bối cảnh hay là không gian. Và sức mạnh của nó thì sẽ vượt qua cả mọi giới hạn về khoảng cách địa lý. Và cho dù chúng ta hẹn hò online hay là offline thì tôi tin chắc rằng là một tình yêu đích thực sẽ đến được với nhau khi mà cả hai trái tim có cùng chung một nhịp đập. Chính vì thế mà trong suốt khoảng thời gian vừa qua, chương trình của chúng tôi nhận được rất nhiều những cái lá đơn từ các chàng trai trên khắp mọi miền Tổ quốc gửi về để mong muốn có một cơ hội hẹn hò với nữ chính của chúng tôi. Và sau một thời gian chọn lọc thì ekip chương trình đã quyết định lựa chọn ra được 6 chàng trai may mắn nhất có cơ hội hẹn hò với nữ chính của chúng tôi. Thì ngay bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với hình ảnh của chàng trai đầu tiên. Chàng trai Giang Nguyễn, xin mời. Xin chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay buổi tối ngày hôm nay. Mình xin tự giới thiệu, mình là Giang Nguyễn, mình đến từ Bình Dương. Công việc của mình là một thợ xăm, ngành nghệ thuật. Đến với chương trình này, mình muốn tìm một nửa yêu thương còn lại của mình. Ok, ngày hôm nay khi mà đến với chương trình tìm một nửa yêu thương còn lại của mình thì không biết là Giang có cho mình những tiêu chí gì về bạn nữ không? Đối với em cũng khá là đơn giản thôi. Em chỉ cần tìm một người yên lành, biết lo làm ăn, biết quan tâm chăm sóc và lo lắng cho nhau và biết thương yêu mẹ chồng. Nếu mà bạn đấy lại không muốn ở cùng với gia đình nhà chồng mà muốn ở riêng ngay thì sao, thì bạn có vấn đề gì về chuyện đó không? Thì cũng nói thẳng luôn, đối với em á không vấn đề gì cả. Nếu như mà là ví dụ như mà gia đình bên ở bên bạn nữ á không chấp nhận, không muốn là bắt dâu hay là này kia cái nọ thì nói chung thì tùy quyền quyết định. Nói chung là em là dễ lắm. Dễ lắm đúng không? Nói chung là tôn trọng ý kiến của đôi bên để chúng ta cùng đưa ra một quyết định chính xác, phù hợp cho cả hai đúng không? Vâng ạ, đúng rồi. Xin cảm ơn Giang Nguyễn rất nhiều và bây giờ xin mời Giang cùng với tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với hình ảnh chàng trai số 2, Lâm Phong ạ, xin mời. Dạ, em xin chào anh và xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem chương trình. Em tên là Thanh Phong, em đến từ Tây Ninh. Dạ, năm nay em 28 tuổi, công việc của em là một nhân viên văn phòng. Và ngày hôm nay em đến với chương trình này là để giải quyết một cái việc, đó là độc thân rất là lâu năm của em. Và sau chương trình em rất là muốn sẽ có một người cùng nắm tay em về ra mắt mẹ em. Độc thân nhiều năm như thế thì con số mà áng chừng là bao nhiêu năm rồi nhờ Phong nhờ? 28 năm ạ. Có tin được không ạ? Bởi vì là tôi nhìn thấy bạn là một người có ngoại hình, công việc ổn định, không có một lý do nào khiến chúng ta lại độc thân suốt 28 năm. Nếu tôi là các bạn nữa thì tôi khó tin cái lý do này lắm. Thật sự là có rất là nhiều chuyện khó tin nhưng nó là sự thật ạ. Lúc trước em làm công việc đó chính là bên du lịch, cho nên là đi rất là nhiều. Và cũng đôi lúc cũng có cảm nắng nhẹ nhẹ vài cô, nhưng mà không có ai thông cảm được cho cái hoàn cảnh của em. Nhưng mà Phong có bao giờ nghĩ rằng là cái công việc của mình sẽ là điều lo ngại cho các bạn nữ không, khi mà chúng ta phải tiếp xúc hàng ngày với rất nhiều những đối tượng khác nhau ạ? Rất là nhiều người đã nói em rằng, ồ tại sao đến giờ này vẫn còn độc thân? Thì em chỉ trả lời một câu là đang chờ một người nào đó hiểu mình và thông cảm cho công việc của mình. Rất là đơn giản nhưng mà cũng rất là khó. Khá khó đấy, bởi vì là một bạn nữ có thể thông cảm được cho bạn thì chắc chắn bạn đấy phải là một người rất tinh tế và hiểu được tính chất công việc của mình. Và hy vọng rằng là ngày hôm nay Phong sẽ tìm được một nữ chính có đầy đủ những cái tiêu chí đó mà bạn đang tìm kiếm nhé. Và bây giờ xin mời Phong cũng như quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với chàng trai số 3, Minh Khoa. Mình tên là Minh Khoa, năm nay mình 29 tuổi. Mình đang sinh sống và làm việc thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của mình là diễn viên tự do. Thì đến với chương trình đăng nhập trái tim ngày hôm nay, mình mong muốn tìm được một bến đỗ cho riêng mình. Và bây giờ xin mời bạn cùng với quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với hình ảnh của chàng trai tiếp theo, Thái Hải ạ, xin mời. Xin chào Hải ạ. Chào mọi người và xin chào chương trình. Em là Hải, hiện tại em 26 tuổi và công việc chính của em là kinh doanh dịch vụ ăn uống. Và hiện tại mình đang sống thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hải Việt thấy là một người rất đẹp trai này. Kinh doanh dịch vụ ăn uống là một lĩnh vực mà tôi tin chắc rằng rất nhiều bạn ngưỡng mộ. Vậy thì lý do nào khiến Hải độc thân trong suốt một khoảng thời gian vừa rồi ạ? Bởi vì em cũng mới mở quán và cái thời gian tập trung vào công việc nhiều hơn là tình yêu, nên bây giờ em muốn tham gia chương trình để tìm được một nửa của mình và tìm được một cái góc nhà để mình cảm thấy an tâm hơn và mình cùng nhau làm việc để phát triển vào tương lai hơn. Tức là cái khoảng thời gian này là Hải đã sắp xếp được thời gian công việc để lo cho một nửa còn lại đúng không ạ? Dạ.
Vậy bạn nghĩ sao nếu mà khi mà chúng ta đến với một mối quan hệ rồi mà chúng ta, công việc của chúng ta lại có những cái diễn biến mới, có những cái phát triển mới, rồi chúng ta lại không sắp xếp được cho gia đình, thì lúc đó bạn sẽ tính sao ạ? Khi mình bước vào một mối quan hệ mới thì chắc chắn mình sẽ sắp xếp được thời gian cho công việc và thời gian cho cái bạn nữ mà cái bạn người yêu của mình trong thời gian tiếp theo, bởi vì mình đã chuẩn bị tinh thần bây giờ rồi. Ok ạ, nếu mà đã chuẩn bị sẵn sàng như vậy rồi thì chúc Hải sẽ may mắn trên hành trình đi tìm một nửa còn lại nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với hình ảnh của chàng trai tiếp theo ạ, Lê Quân, xin mời ạ. Xin chào mọi người và xin chào MC. Em tên là Lê Quân và em 20 tuổi, nghề nghiệp của em là diễn viên tự do, quê của em là thành phố Buôn Ma Thuột ạ. Ngày hôm nay Quân đến với chương trình sẽ mong muốn tìm kiếm một bạn nữ có tiêu chuẩn như thế nào ạ? Em mong là em sẽ gặp đúng gu của em, và gu của em thì một con người gọi là khá là mạnh mẽ, là một con người đơn giản. Cảm ơn Quân, và bây giờ xin mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với hình ảnh của chàng trai cuối cùng ạ, Gia Khánh. Em chào anh MC và tất cả khán giả ạ. Em tên là Nguyễn Gia Khánh, năm nay em 24 tuổi. Em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em đang là photographer. Và trong suốt một khoảng thời gian dài như thế thì lý do nào khiến cho Khánh cô đơn đến tận bây giờ? Dạ, em thì là một người đam mê công việc. Em không có dành hết thời gian cho về tình cảm anh. Đến một thời điểm này thì em nghĩ là em cần người bầu bạn cùng em. Thời điểm này thì theo Khánh là giữa công việc và tình yêu thì bạn sẽ chọn bên nào? Sẽ quan trọng hơn, ưu tiên bên nào hơn? Dạ, em sẽ ưu tiên về bên tình cảm hơn. Tại vì công việc em nghĩ là bản thân em đã có thể kiếm đủ trong thời gian qua rồi. Tôi tin chắc rằng là ngày hôm nay bạn cũng sẽ tìm được một nửa còn lại của mình với sự quyết tâm như vậy. Chúc Khánh may mắn và chúc cho cả 6 chàng trai của chúng ta sẽ may mắn ạ. Và quý vị khán giả thân mến, đó là những hình ảnh đầu tiên về 6 chàng trai của chúng tôi. Họ là những người đều ưu tiên công việc này, và ngày hôm nay họ đã sắp xếp được thời gian để dành thời gian nhiều hơn cho tình cảm. Thứ hai là họ đều độc thân trong suốt một khoảng thời gian dài. Và cuối cùng là họ đều có chung một mục tiêu là chinh phục nữ chính của chúng tôi ngày hôm nay. Và nữ chính của chúng ta ngày hôm nay sẽ đem đến câu chuyện thú vị gì để gửi cho quý vị khán giả? Và cô gái ấy có tài năng gì nổi bật để làm cho các chàng trai phải dè chừng và cũng phải dành rất nhiều công sức để có thể chiếm lấy trái tim của cô gái ấy? Thì ngay bây giờ xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng hướng sự tập trung lên màn hình để theo dõi những hình ảnh đầu tiên về nữ chính của chúng ta trong tập ngày hôm nay. Xin mời ạ. Xinh đẹp, quyến rũ và tài năng là ba từ miêu tả về nữ chính Nguyễn Thị Hồng Vân của chúng ta ngày hôm nay. Tốt nghiệp loại giỏi trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Sài Gòn, Hồng Vân nhanh chóng trở thành nữ idol với gần 70.000 người theo dõi trên các phương tiện truyền thông. Không những sở hữu gương mặt xinh đẹp, nụ cười duyên dáng cùng phong cách ăn mặc sành điệu, mà Hồng Vân còn có trong tay những thành tích vượt bậc. Ở độ tuổi 24, cô lọt vào top 3 người đẹp tài năng năm 2016, top 5 duyên dáng công sở năm 2017, top 10 idol Bigoline năm 2019. Ngược lại với sự thành công trong sự nghiệp, cô nàng người mẫu này trải qua hai mối tình không mấy suôn sẻ. Sau tất cả, Hồng Vân nhận ra rằng sự tử tế của người đàn ông sẽ tạo ra một người phụ nữ hiểu chuyện. Cô đến chương trình Đăng nhập trái tim để tìm cho mình một người có bờ vai vững chắc, đủ sự tinh ý để hiểu được những gì cô đã trải qua. Hồng Vân dùng cả tuổi thanh xuân còn lại đặt hết vào lần tham gia này. Mong ai kia không chỉ đăng nhập trái tim Hồng Vân mà còn đủ tình yêu để cùng Vân xây dựng một gia đình hạnh phúc. Qua đoạn clip vừa rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy nữ chính của chúng ta là một cô gái rất xinh đẹp, tài năng và cá tính, cùng với một quan điểm tình yêu cũng khá là rõ ràng. Với một người đàn ông tinh tế sẽ tạo ra một người phụ nữ hiểu chuyện. Vậy thì câu chuyện nào mà Hồng Vân sẽ đem đến cho 6 chàng trai ngày hôm nay? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hình ảnh xuất hiện của Hồng Vân trong Đăng nhập trái tim. Xin mời ạ. Wow, đẹp quá. Xin chào Vân. Dạ, chào anh ạ. Sau khi mà Vân trải qua hai mối tình thì bao lâu rồi Vân vẫn độc thân như vậy? Chắc cũng hơn một năm rồi anh. Hơn một năm rồi. Vậy thì ngày hôm nay thì tôi hy vọng rằng là Đăng nhập trái tim sẽ tìm được một chàng trai mong muốn để giúp Vân có thể đồng hành
và tiếp tục phát triển trong công việc và cuộc sống ha. Và lát nữa thôi thì Vân sẽ được tìm hiểu kỹ hơn về 6 chàng trai của chúng ta. Bên cạnh nữ chính của chúng ta sẽ có thêm một người thân là người sẽ đồng hành cùng với Hồng Vân, sẽ đi tìm chàng trai phù hợp với bản thân mình. Xin mời sự xuất hiện của Thơ Nguyễn ạ. Trước tiên em xin chào anh MC, chào 6 bạn trai cùng tất cả các khán giả. Em xin tự giới thiệu, em là Thơ, là bạn thân của Vân. Thì hôm nay em cùng đồng hành với Vân để tìm cho Vân một bạn để phù hợp với Vân. Chúng ta chơi với nhau được bao lâu rồi? Dạ, chắc khoảng 10 năm rồi. Với 10 năm, một khoảng thời gian khá dài như vậy thì bạn đánh giá Vân là một cô gái như thế nào nhỉ? Vân thì khá là trầm tính, sống cũng nội tâm nữa. Vân ít khi chia sẻ với người khác, trừ khi là bạn thân của Vân. Thì trong tình yêu thì Vân cũng yêu rất là nhiệt tình, là có một cái đó là Vân dễ tha thứ. Có phải là vì Vân dễ tha thứ cho người khác cho nên là bây giờ bạn đến với cô đơn không? Vân cũng làm bên nghệ thuật á, thì cũng tiếp xúc cũng khá là nhiều. Có thể là Vân cũng có nhiều mối tình rồi nhưng mà chưa có tìm được người phù hợp với mình. Cảm ơn Thơ rất là nhiều và hy vọng rằng là ngày hôm nay Thơ sẽ cùng Vân đưa ra một quyết định sáng suốt và giúp Vân tìm được một nửa còn lại phù hợp với cô gái ấy nhé. Quý vị khán giả thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã được gặp gỡ với người thân, chính là bạn thân 10 năm của Hồng Vân. Và hy vọng rằng là tình bạn này sẽ cùng chúng ta tìm ra được một chàng trai phù hợp để đi đến vòng cuối cùng cùng với nữ chính của chúng tôi dắt tay nhau ra khỏi đăng nhập trái tim. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại 6 chàng trai và các bạn đấy sẽ giới thiệu ngắn gọn sơ lược về bản thân mình, nhưng mà quan trọng là sẽ đưa ra những câu thả thính gây ấn tượng ban đầu đối với nữ chính của chúng tôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chàng trai ở vị trí đầu tiên, Giang Nguyễn. Xin mời ạ. Ơi, anh chỉ nói một câu thôi. Nắng thì đã có mũ, mưa thì đã có ô, còn em thì phải có anh. Vâng ạ, cảm ơn Giang rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thả thính của một chàng trai tiếp theo. Xin mời Lâm Phong ạ. Năm nay anh cũng 28 tuổi rồi. Mẹ nói là cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi đó ha. Thì Bình Minh thì nằm ở phía đông, còn Bình Yên thì nằm ở đây nè Vân. Cảm ơn Phong rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần giới thiệu, phần thả thính của chàng trai số 3, Minh Khoa. Xin mời Khoa. Ông Vân ơi, không biết bạn có thể nói theo Minh Khoa một câu được không ạ? Bạn có thể nói là bát wifi của Minh Khoa là gì được không ạ? Wifi của Minh Khoa là gì ạ? Anh yêu em, anh yêu em. Khoa cho mình hỏi một chút là bao lâu thì bạn đổi pass một lần ạ? Thì 2-3 tháng em sẽ đổi pass một lần. 2-3 tháng chúng ta sẽ đổi pass một lần để cho nó bảo mật cao hơn đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Nhưng mà nếu mà wifi đã bắt sóng mạnh như vậy, đã tìm được chủ rồi thì chắc chắn em sẽ không đổi đâu ạ. Anh yêu em này, pass này chúng ta đã đặt lâu chưa ạ? Hay là sắp tới chúng ta có định đổi pass không ạ? Em mới đổi sáng nay luôn á anh. Vâng ạ, có phải là nhìn thấy cô gái nữ chính của chúng ta là đổi luôn không ạ? Đúng rồi ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một bạn rất điển trai, Thái Hải. Vâng ơi, em thấy gì xa xa kia không? Em không thấy gì ngoài ảnh. Có nghĩa là Sarajevo, Sarajevo. Wow. Rồi, cảm ơn Hải rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần giới thiệu cũng như phần thả thính của Lê Quân ạ. Xin mời Quân. Thật sự là Quân đang cảm giác rất là kiểu rất là rung vì tính là rất là nhát gái, nhưng mà nay thì sẽ mở lòng thảo hảo làm cho Hồng Vân cay, nhưng Quân sẽ làm cho Hồng Vân say. Cảm ơn Quân rất nhiều và bây giờ xin mời Quân cũng như quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chàng trai cuối cùng ạ, Gia Khánh ạ. Xin mời. Vâng ạ. Một người đàn ông á, nếu mà thể hiện bằng lời nói á thì người phụ nữ họ sẽ không tin. Thì Vân hãy đợi thời gian sắp tới, Khánh sẽ hành động cho Vân tin nha. Rồi, cảm ơn Khánh rất nhiều. Vân thân mến, sau khi mà chúng ta lắng nghe và chứng kiến phần thể hiện tình cảm của 6 chàng trai vừa rồi thì không biết là những cái cảm xúc đầu tiên của Vân ngay lúc này như thế nào hả Vân? Em chưa ấn tượng với ai hết. Tại vì em chỉ mới nghe là mọi người nói thôi. Bây giờ em là muốn mong muốn
nhiều hơn như thế nữa. Mong muốn nhiều hơn thế nữa ạ. Vậy thì để có thể thể hiện được bản thân mình nhiều hơn và cũng như là cho Vân nhìn thấy nhiều hơn về năng lực cũng như là tình yêu của mình, thì có lẽ rằng 6 chàng trai của chúng ta sẽ phải trải qua lần lượt các phần của Đăng Nhập Trái Tim, thì qua đó chúng ta mới thể hiện được tình yêu và chứng minh được cho Hồng Vân thấy là mình thực sự phù hợp với nữ chính của chúng tôi. Và không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhanh chóng bước vào phần đầu tiên của chương trình mang tên Bí Mật Động Trời. Chào mừng quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với Đăng Nhập Trái Tim và chúng ta đang ở trong những giây phút đầu tiên của phần Bí Mật Động Trời. Các bạn thân mến, đây là phần mà luôn luôn đem lại cho chúng ta những giây phút căng thẳng, kịch tính và hồi hộp nhất chương trình. Bởi lẽ nữ chính của chúng ta sẽ đem đến chương trình một bí mật vô cùng khủng khiếp, thậm chí nó rất khó chấp nhận. Và bí mật này sau khi mà các chàng trai nghe xong, ban đầu đang hâm mộ Hồng Vân có thể là từ bề ngoài xinh xắn, tài năng, nhưng các chàng trai sẽ phải đi từ cung bậc cảm xúc ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa, thậm chí đỉnh điểm có thể nói say no với Hồng Vân ngay tại thời điểm này. Tôi không muốn hẹn hò với bạn ấy nữa. Cho nên là các chàng trai của chúng ta phải thật bình tĩnh và giữ vững trái tim mình sau khi mà lắng nghe bí mật của Hồng Vân. Và ngay sau đây thì nữ chính của chúng ta sẽ đem đến bí mật thông qua một đồ vật mà cô ấy muốn gửi tặng các chàng trai ở phần đầu chương trình này. Và bây giờ Hồng Vân đã sẵn sàng để tiết lộ bí mật thông qua đồ vật mà mình mang đến Đăng Nhập Trái Tim chưa ạ? Dạ rồi ạ. Dạ vâng ạ, chúng tôi cũng đang rất là hồi hộp không biết là ngày hôm nay thì Vân mang đến đồ vật gì đây. Xin mời Hồng Vân. Chung chìa khóa, hình như là có hai chiếc giống nhau thì phải. Hai cái chìa khóa này có thể mở cùng một ổ khóa. Và đây là một cái chìa khóa chính và một cái chìa khóa secure. Vừa rồi thì chúng ta đã nhìn thấy đồ vật mà Hồng Vân mang đến để tiết lộ bí mật của chúng ta ngày hôm nay. Chắc hẳn là 6 chàng trai của chúng ta bây giờ cũng đang có những cái suy nghĩ đầu tiên về bí mật thông qua chùm chìa khóa này. Giang Nguyễn, bạn đang nghĩ gì trong đầu ạ? Em nghĩ cái chìa khóa này á, có thể là để mở một cái thiết bị hay là một cái dụng cụ nào đó, và cũng có thể là mở cửa nhà hoặc là khởi động xe hay là mở hộp quà. Vâng, cảm ơn Giang. Còn Thái Hải thì sao? Bạn nghĩ rằng là bí mật động trời nào sẽ được tiết lộ thông qua chùm chìa khóa của Vân ạ? Em nghĩ là bạn này đã có gia đình và mở để từng chung sống một căn nhà, và hiện tại hai chìa khóa đó là để mở cái căn nhà đó. Wow, cũng hợp lý đấy chứ ạ. Còn Minh Khoa thì sao ạ? Em thì nghĩ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là trước đây bạn này là ăn trộm, nên là mới có hai chìa khóa đi vô nhà người ta được. Trường hợp thứ hai đó là có thể bạn ấy có một cái chìa khóa để mở trái tim người ta, và cũng có thể là một chìa khóa để đóng trái tim người ta lại. Cũng rất hợp lý. Các chàng trai cũng đã đưa ra phán đoán của mình, và bây giờ sẽ là thời điểm để Hồng Vân, nữ chính của chúng ta, chính thức đưa ra bí mật động trời của mình ở đây là gì. Xin mời Hồng Vân. Vâng, bí mật của em đó chính là em đã từng ngoại tình hai lần. Wow, Hồng Vân đã từng ngoại tình hai lần. Không biết là các chàng trai đã nghe rõ thông tin này chưa? Sau khi mà các bạn nghe xong bí mật động trời của Hồng Vân, các chàng trai của chúng ta có 20 giây để suy nghĩ có nên quyết định đăng nhập hay là đăng xuất khỏi trái tim của Hồng Vân. Ở phiên bản online này, chúng ta sẽ đưa ra quyết định đăng nhập bằng cách là giơ ký hiệu hình trái tim ở trước ngực như thế này. Còn bạn nào quyết định dừng lại và đăng xuất thì chúng ta sẽ ngồi im và không đưa ra bất kỳ ký hiệu hay là hành động nào. Và 20 giây suy nghĩ dành cho 6 chàng trai bắt đầu ạ. Và bây giờ, xin mời quyết định của 6 chàng trai ạ. Cả 6 bạn đã quyết định cùng đăng nhập vào trái tim Hồng Vân ạ.
Vân thân mến, vừa rồi nhìn thấy ký hiệu của cả 6 ô vuông của 6 chàng trai thì cảm xúc của bạn thế nào ạ? 6 trái tim cùng một lúc xuất hiện. Em cũng hơi bất ngờ. Tôi cũng rất bất ngờ bởi vì trước bí mật là bạn đã từng ngoại tình 2 lần. Một lần thôi chúng ta đã phải cân nhắc rồi, nhưng mà đến tận lần thứ 2 thì thực sự khiến cho bản thân tôi phải suy nghĩ rất là nhiều. Và tôi không biết là các chàng trai đang nghĩ gì nữa, nhưng mà trước khi mà chúng ta cùng khám phá suy nghĩ của các chàng trai tại sao lại đưa ra quyết định như vậy, thì tôi muốn lắng nghe câu chuyện đằng sau bí mật của Hồng Vân ạ. Xin mời bạn ạ. Khi mà nghe nói đến mà em đã từng ngoại tình 2 lần chắc là người rất là sốc đúng không? Thật sự thì lần thứ nhất á, khi mà ngoại tình đó là em phát hiện ra bạn bán cho tiền, và sau đó là em đi ngoại tình. Rồi lần thứ hai thì em cũng có quen một người mới, thì sau đó một thời gian thì em cảm thấy là người đó cũng giới thiệu em với bạn bè các thứ rồi, nhưng mà em cảm thấy là thời gian người đó không có quan tâm em nhiều, không có dành thời gian cho em, và em không có chia sẻ được với người đó. Thì qua 2 lần đó thì em mới nhận thấy câu nói rất là đúng đó, là đàn ông ngoại tình vì tình dục, còn đàn bà ngoại tình vì tình cảm. Nhưng mà em cảm thấy em hết tình cảm với người đó rồi, khi mà có người mới đến với em và người đó mang lại cảm xúc hơn, giống như hai cái chìa khóa mà em muốn nói ở đây á, một cái chìa khóa secure, một cái chìa khóa chính. Việc mà sử dụng cái chìa khóa secure hay chìa khóa chính tùy vào cái cảm hứng của người dùng nữa, nhưng mà cả hai đều có thể có được một độ. Có nhiều người thì sẽ không muốn nhắc đến cái quá khứ của mình, còn đối với em thì em muốn là đối mặt với nó và vượt qua nó để mà em trở nên tốt hơn, mạnh mẽ hơn và bản lĩnh hơn bây giờ, để có thể hôm nay có thể là nói hết và chia sẻ hết với mọi người và đó là những gì em chia sẻ ạ. Vâng ạ, thực sự thì sau khi mà nghe bạn chia sẻ xong thì tôi cũng phải thán phục bạn, bởi vì là tôi nghĩ rằng Vân là một cô gái rất bản lĩnh, kiên cường và thực sự tin tưởng cả 6 chàng trai thì mới dám có thể chia sẻ được bí mật động trời này. Thực sự là chúng ta có dành một sự tôn trọng nhất định cho Hồng Vân. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe rõ bí mật câu chuyện của Hồng Vân. Thái Hải ạ, bạn nghĩ sao? Ai cũng có một quá khứ, thì chúng ta có thể bỏ quá khứ và chúng ta sống về hiện tại và tương lai thôi. Vâng ạ, cảm ơn Hải rất nhiều. Và bây giờ tôi muốn lắng nghe thêm một suy nghĩ từ bạn Giác ạ. Đây là một cô gái khá là mạnh mẽ và đầy cá tính, sống nội tâm. Nói chung quá khứ thì ai cũng đã từng trải qua cả, kể cả bản thân của em. Em cũng đã từng trải qua 2 mối tình, chứ phải không? Nhưng mà đối với em muốn đăng nhập để em muốn tìm hiểu kỹ hơn lý do tại sao mà bạn Hồng Vân đây đã 2 lần ngoại tình. Còn Phong thì sao ạ? Nếu về nói về một vấn đề ngoại tình thì Phong thì khách quan hơn chút. Mình phải xét về lỗi của người nào, vì tại sao người bạn của mình ngoại tình, có phải là lỗi của mình hay không? Thì nếu mà mình cảm thấy trong cuộc sống này chúng ta còn chưa phải là cái điểm dừng tuyệt đối của nhau, thì tại sao chúng ta không cùng nhau ngồi lại chia sẻ? Nếu không đi được nữa thì chúng ta sẽ dừng lại. Phải nói rằng Phong là một chàng trai rất bao dung. Tôi thực sự thán phục bạn vì điều đó. Cảm ơn Phong rất nhiều. Khánh ơi, bạn có lo lắng khi mình là người tiếp theo bị nữ chính của chúng ta cắm sừng ở mối quan hệ thứ 3 không? Theo em nghĩ thì trong tương lai đừng làm như vậy nữa thì nó sẽ tốt hơn. Em vẫn thích cái cách của Hồng Vân là dám làm, dám nhận. Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã nghe một vài suy nghĩ của các chàng trai. Vậy còn Thơ thì sao? Trường hợp của Vân thì tình cảm của bạn Nam đối với Vân là chưa có đủ theo đỡ đồ mà đi xuống á. Giống như lúc đầu thì rất là nhiệt tình, nhưng mà về sau thì không có còn quan tâm nhiều như vậy nữa. Và cũng không có để chế độ công khai, Vân không có đủ tình cảm. Cho nên là em nghĩ là Vân dùng từ ngoại tình thì cũng không đúng lắm. Em nghĩ là do hai bên cả. Tức là bạn ủng hộ Vân ngoại tình? Không, không phải là ủng hộ Vân ngoại tình, mà là cái trường hợp của Vân á, theo như thời gian em chơi và tiếp xúc với Vân á, thì Vân không phải là một loại người mà ngoại tình.
Vân nghĩ vậy thôi. Tại vì á, khi mà cái bạn nam đó tiếp xúc với Vân thì có một bạn á là khoảng mấy tháng luôn không liên hệ, không liên lạc gì hết. Lúc cần á thì lại liên lạc lại, thì em nghĩ nó tình cảm đó nó không đủ để mà đi lâu dài á. Cho nên là người đó đã tạo cho Vân cơ hội để tìm hiểu một người khác, hoặc là có một người khác đủ quan tâm hơn. Tức là theo bạn thì Vân không ngoại tình và Vân đang hiểu lầm về cái hành động của mình thôi đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Bạn nam kia không có dứt khoát với Vân. Lúc cần Vân á, thì lại liên hệ với Vân, còn lúc mà lao đao với công việc thì lại không có quan tâm lắm. Cho nên là em nghĩ là Vân đang sống thật với tình cảm của Vân. Tôi cũng đồng ý với quan điểm này của bạn. Vậy thì sau khi mà Vân tiết lộ bí mật động trời là từng ngoại tình 2 lần và nhìn thấy phản ứng đều đăng nhập của cả 6 chàng trai thì bạn thấy thế nào? Dạ, thì em cũng thấy là những bạn nam đa số là đều suy nghĩ cũng khá là chín chắn, cũng đồng tính và biết lắng nghe. Tức là mấy bạn không có vội mà chậm lại một xíu để lắng nghe tiếp tục là Vân sẽ chia sẻ những cái gì tiếp theo. Và tôi cũng rất muốn bạn giữ vững sự quan sát này ở phần tiếp theo của chương trình, bởi vì là ở phần tiếp theo tôi cần bạn lên tiếng nhiều hơn, thể hiện quan điểm của mình nhiều hơn để giúp Vân tìm ra một chàng trai phù hợp với cô gái ấy ở vòng cuối cùng của Đăng Nhập Trái Tim. Và bây giờ thì xin mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với vòng tiếp theo của Đăng Nhập Trái Tim mang tên Quyền Lực Người Thân. Quý vị thân mến, như vậy là sau vòng bí mật động trời thì cả 6 chàng trai đều quyết định tiếp tục đăng nhập vào trái tim của Hồng Vân. Đến đây, Thơ Nguyễn, bạn thân 10 năm của Hồng Vân chính thức ra tay và đăng xuất những chàng trai Thơ cảm thấy không phù hợp và không hợp với cô gái nữ chính của chúng ta. Có thể là vì ngoại hình, tính cách hay phát ngôn từ đầu chương trình đến tận bây giờ, thì Thơ sẽ giúp Hồng Vân đưa ra những quyết định, đưa ra những cái tên mà bạn cảm thấy không phù hợp với Hồng Vân. Số lượng là không giới hạn. Chính vì thế mà bạn hãy suy nghĩ và cân nhắc thật là kỹ lưỡng để đưa ra quyết định của mình. Chúc bạn may mắn và chúc cho cả 6 chàng trai chúng ta đều may mắn. Và các bạn đừng quên là sau khi mà Thơ Nguyễn đưa ra quyết định xong thì những bạn mà bị Thơ Nguyễn đăng xuất đều có cơ hội tiếp tục thuyết phục Hồng Vân, nữ chính của chúng ta một lần nữa. Và lúc này nếu mà Hồng Vân muốn giữ những chàng trai đó lại thì bắt buộc bạn phải đấu khẩu và tranh luận với bạn thân 10 năm của mình chính là Thơ Nguyễn để giữ chàng trai mà mình muốn tiếp tục. Và các chàng trai thân mến, các bạn hãy giữ vững trái tim mình ngay lúc này, bởi vì là bất kỳ cái tên nào cũng có thể nằm trong tầm ngắm của Thơ Nguyễn. Thơ Nguyễn thân mến, trong đầu bạn bây giờ đang có mấy cái tên ạ? Dạ em có 2 tên. 2 cái tên đúng không ạ? 2 chàng trai. Và bạn hãy giúp tôi công bố 2 cái tên đó ra. Chàng trai đầu tiên thì em xin phép đăng xuất. Anh tên là anh Giang. Lý do vì sao ạ? Chuẩn qua một vài phút tiếp xúc với anh thôi thì em cảm nhận được là anh, thứ nhất là anh quá thẳng tính, và thứ hai là những câu thả thính gì đó thì anh cũng chưa có khéo lắm, thì Vân cần những người hơi có tính nghệ thuật một xíu. Thì em nghĩ là anh Giang có vẻ là sẽ không hợp với cách nói chuyện của Vân, tại vì Vân cũng khá là khó tính. Thì Vân á, đầu tiên là cũng cần một người có thể hài hước, nhưng mà đôi lúc là phải im lặng lắng nghe Vân. Cho nên là em nghĩ là anh Giang sẽ không hợp. Chúng tôi cũng rất hồi hộp cái tên thứ hai mà bạn quyết định đăng xuất là ai? Dạ anh Khánh ạ. Vì sao ạ? Cái câu trả lời bí mật động trời của Vân thì em thấy là anh Khánh so với Vân á, Vân thì khá là nội tâm, và đôi lúc là con gái nó cũng khá là phức tạp á, cho nên là em nghĩ Vân cần một người là suy nghĩ sâu sắc hơn nữa, chứ không phải là để nói cho qua, cho nên là em nghĩ là anh Khánh sẽ không hợp với con. Cảm ơn Thơ Nguyễn rất nhiều, và chắc chắn là đằng sau những cái chia sẻ của Thơ Nguyễn thì cảm xúc của 2 chàng trai bây giờ cũng không ổn một chút nào. Bây giờ sẽ là khoảng thời gian ngắn ngủi để 2 chàng trai thuyết phục Hồng Vân như thế nào để Hồng Vân quyết định tiếp tục đăng nhập vào trái tim của cô ấy ạ. Xin mời Giang ạ. Em là người đã từng trải, và chính bản thân anh cũng là người đã từng trải qua những mối tình. Những người đã từng trải thì sẽ biết cách yêu thương em, quan tâm em và chăm sóc em nhiều hơn. Nếu như em có thể cho anh cơ hội, anh sẽ không bao giờ làm thất vọng, và anh sẽ luôn luôn yêu thương và sẽ chăm sóc em suốt cuộc đời này. Cảm ơn Giang Nguyễn rất nhiều. Và bây giờ tất cả chúng tôi đều muốn lắng nghe những chia sẻ và phần thanh minh của bạn Khánh ạ. Ai thì cũng chưa hoàn hảo 100% cả. Nếu mà Vân với Thơ cho Khánh một cơ hội thì Khánh sẽ cố gắng mình sửa đổi
để cho Khánh hoàn thiện hơn. Cảm ơn Khánh rất nhiều. Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã lắng nghe những lời thanh minh chia sẻ của hai cái tên. Liệu cái tên nào là cái tên tiếp tục đăng xuất vào trái tim của Hồng Vân, hay cả hai cái tên đều phải nói lời tạm biệt với nữ chính và ra về? Xin mời Hồng Vân ạ. Thì em nghĩ là em tin tưởng bạn của em. Bạn em rất là hiểu em như thế nào. Và quyết định của bạn đó là? Em vẫn quyết định là theo ý của bạn. Rất cảm ơn Gia Khánh cũng như là Gia Nguyễn đã tham gia chương trình Đăng Nhập Trái Tim, và chúc bạn sẽ thật may mắn trên hành trình chinh phục một nửa còn lại của mình sau khi ra khỏi chương trình ạ. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Chào tạm biệt hai bạn và chúc bạn may mắn trong hành trình tiếp theo ạ. Xin chào ạ. Và cơ hội bây giờ dành cho cả bốn chàng trai còn lại, và hy vọng rằng là bốn chàng trai của chúng ta sẽ tiếp tục may mắn ở hành trình tiếp theo. Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình Đăng Nhập Trái Tim. Và tại vòng này có tên là Bí Mật Đổi Bí Mật. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chàng trai đầu tiên. Không biết là từ khóa mà chàng trai ấy sẽ đem đến cho nữ chính của chúng ta là gì. Xin mời Thái Hải. Từ khóa của em là lâu. Vâng ạ, Hồng Vân thân mến, không biết là bạn nghĩ gì về từ lâu của Thái Hải ạ? Hiện tại trong đầu bạn đang phán đoán điều gì ạ? Em đang không biết cái gì lâu đây này. Đang không biết cái gì lâu ạ? Có thể là một hành động gì đó lâu đúng không ạ? Hoặc là cũng phải khiến cho đối phương phải chờ đợi, hoặc là thể hiện được tính cách của một chàng trai này. Ok, và bây giờ có lẽ rằng là chúng ta sẽ nhờ Thái Hải giải thích xem là lâu ở đây có nghĩa là gì ạ? Lâu có nghĩa là thể hiện một con người kỹ tính và một con người tỉ mỉ trong tất cả mọi thứ về công việc lẫn tình cảm. Thông qua từ lâu này, bạn nghĩ là chúng ta cần phải nói điều gì ngay bây giờ với Hồng Vân để có thể chinh phục được trái tim của nữ chính ạ? Hồng Vân à, anh không hứa là sẽ thương em mãi mãi, nhưng mà anh hứa sẽ thương em lâu dài, đến nhất có thể trong khả năng của anh. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe thêm một chàng trai nữa. Xin mời bạn Minh Khoa. Từ khóa của Khoa là mê. Mê. Vân thân mến, bạn nghĩ mê ở đây là mê gì ạ? Em có không nghĩ là mê em đâu. Vậy còn Thương Nguyễn thì sao? Em nghĩ là đam mê, tức là người sống có đam mê, có mục đích. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe lời giải thích chính chủ của từ mê này. Xin mời Minh Khoa. Thật sự thì Thơ đã hiểu Khoa rồi đó. Mê ở đây có nghĩa là đam mê. Thì Khoa nghĩ cuộc sống mà mình làm cái việc gì, hay là mình muốn để ý tới một ai đó, thì mình cũng có cần phải cái sự đam mê. Thì có sự đam mê thì mình mới theo đuổi được. Khoa, đam mê Hồng Vân. Nghe phần chia sẻ của Khoa thì Vân có cảm xúc như thế nào? Em cảm thấy hơi lung lay một xíu. Hơi lung lay một xíu thôi à? Không biết rằng là trước sức nặng của chàng trai trước đó, Vân cũng hơi say mê một chút rồi, thì Lâm Phong có cảm thấy bị áp lực không? Và từ khóa mà bạn mang đến để giới thiệu bản thân cũng như chinh phục nữ chính của chúng tôi là gì ạ? Xin mời bạn ạ. Thật sự là áp lực là rất là nhiều từ lúc tham gia chương trình kìa, chứ không phải đến bây giờ đâu. Ngày hôm nay thì anh xin gửi Vân cái từ khóa là từ cương. Không biết là Thơ Nguyễn nghĩ là từ này có ý nghĩa gì ạ? Em thì em đang nghĩ về cương quyết hoặc là kiên quyết á. Tức là sẽ kiên quyết cho một cái vấn đề gì đó trong tình cảm lẫn trong công việc. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã nghe phán đoán của Thơ Nguyễn, bạn thân 10 năm của Hồng Vân, không biết rằng là có chính xác hay không. Thì bây giờ Phong, chúng ta hãy cùng lên tiếng nhé. Xin mời bạn ạ. Đối với bản thân của Phong về tính tình á, và từ công việc cho đến là tình cảm, Phong luôn cương quyết, cương định. Mình quyết tâm để theo đuổi những cái gì mà mình thích. Và trong công việc cũng vậy luôn. Khi đã đặt ra một cái mục tiêu gì đó thì mình phải cương quyết để giành được những cái gì mà tốt nhất. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử đặt một câu để thể hiện tình cảm của mình với Hồng Vân. Trong đó có sử dụng từ cương. Cương quyết đeo đuổi Hồng Vân đến cùng. Wow. Vân ơi, sau khi mà bạn nghe thì bạn thấy thế nào? Những cái ý mà anh nói nó là giống với cái tính tình của em. Thì em chỉ ấn tượng đi thôi ạ.
Chắc chắn là Vân vẫn còn đang chờ chàng trai cuối cùng lên tiếng rồi. Bây giờ xin mời Lê Quân ạ. Em thì em sẽ đọc từ sướng ạ. Từ sướng ạ. Vân ơi, Vân chắc là cũng nghe rõ từ mà Quân vừa nhắc đến rồi đúng không ạ? Vân nghĩ rằng là câu chuyện gì sẽ được Quân bật mí sau từ sướng? Chắc là em nghĩ là về tinh thần, về tình cảm thôi. Ok, còn Thương Nguyễn thì sao? Em đoán là sướng của bạn đó là lúc nào cũng tạo cho Vân bất ngờ, cảm thấy sướng. Còn đúng vậy không hả Lê Quân? Chúng tôi đang rất tò mò, không biết là câu chuyện đằng sau từ sướng của bạn là gì thì có thể chia sẻ kỹ hơn với Hồng Vân được không ạ? Thì Hồng Vân với lại Thơ thì cũng đoán đúng rồi ạ. Bởi vì khi mà em làm cho một ai đó hạnh phúc gì đó thì em cảm giác em vui rồi trong cái chuyện mà hạnh phúc, tình cảm ạ. Vậy thì bạn định nghĩa như thế nào về một cuộc sống làm cho đối phương của mình sung sướng ạ? Đến cái lúc mà buồn đi, mình luôn ở bên cạnh, tâm sự thì cảm giác như là tinh thần của mình nó sẽ sảng khoái hơn. Chúng ta đang nói rất nhiều về tinh thần rồi, bây giờ cụ thể hơn bằng hành động đi. Theo bạn là những hành động nào mà sẽ giúp cho bạn nữ chính của chúng ta đạt được cái trạng thái tinh thần đó ạ? Sẽ đi ăn, sẽ mình ăn no hơn, xong rồi mình sẽ cảm giác mình sảng khoái hơn nè. Mình xem phim để gọi là giảm stress. Tôi nghĩ rằng là tạo những cái niềm vui bất ngờ cũng có thể khiến cho Hồng Vân cảm thấy sung sướng, bởi vì là đây là một trạng thái cảm xúc mà bất kỳ cô gái nào đều mong muốn khi ở bên cạnh người yêu của mình đúng không ạ? Vâng, hoặc là có thể là chung vui, chia sẻ với những niềm vui của nhau thì tôi nghĩ rằng là đó là một cảm xúc rất là thoải mái và bình thường giữa các cặp đôi thôi. Và một lời nói, một lời thả thính tỏ tình cuối cùng đi. Khi mà cái nỗi buồn ở bên trong mình giấu đi thì mình muốn tâm sự với một người yêu của mình thì đó cũng là rất là quan trọng. Khi mà mình tâm sự xong rồi, trong lòng mình nó đã giải tỏa đi rồi thì mình sẽ cảm giác sung sướng, mình sẽ bớt bị stress đi. Và điều đó có phải là bạn sẽ cố gắng chăm lo và thể hiện hết sức khả năng của mình để cho cuộc sống hai đứa có một trạng thái tốt nhất, sung sướng nhất, hạnh phúc nhất, viên mãn nhất hay không ạ? Đúng rồi ạ. Thì mình sẽ lấy làm sao đó đừng có cãi nhau hay này kia. Mình sẽ cảm giác như là một ngày đều là một hạnh phúc và mỗi ngày đều có một cái tiếng cười. Là niềm vui đó nó đã sung sướng lắm rồi. Tôi cũng tin là như thế, bởi vì là đó là điều mà chúng ta đều hướng tới trong một mối quan hệ mà đúng không nào? Cảm ơn Lê Quân rất nhiều. Hồng Vân thân mến, vừa rồi thì bạn cũng đã lắng nghe những lời chia sẻ và bốn từ khóa của bốn chàng trai rồi. Thông qua các từ khóa thì bạn cũng đã phần nào hiểu rõ hơn về tính cách, quan điểm sống của bốn chàng trai. Và ở tại đây thì bạn sẽ có 15 giây để đưa ra quyết định một cái tên duy nhất sẽ đồng hành với bạn ở vòng tiếp theo. 15 giây bắt đầu ạ. Hồng Vân thân mến, 15 giây suy nghĩ đã kết thúc. Và đây chính là thời điểm mà bạn phải đưa ra lần lượt 3 cái tên quyết định đăng xuất ra khỏi trái tim bạn ngay tại thời điểm này. Và cái tên đầu tiên đó là ai ạ? Đầu tiên mình sẽ nghĩ là bạn Minh Khoa. Minh Khoa, xin chia buồn với Minh Khoa. Và cái tên số 2 ạ, đó là Thái Hải. Xin chia buồn với Thái Hải. Và trước mặt của chúng ta chỉ còn hai cái tên cuối cùng, Lâm Phong và Lê Quân. Và cái tên mà Hồng Vân đưa ra chính là người sẽ đi cùng Hồng Vân đến chặng cuối cùng của đăng nhập trái tim. Và người không được nhắc tên đồng nghĩa với việc bị loại khỏi cuộc chơi này. Ba, hai, một, đó là mình quyết định sẽ lựa chọn
Lâm Phong ạ. Xin chúc mừng Lâm Phong, bạn là người được chọn sẽ là người cùng với Hồng Vân của chúng tôi đi đến chặng cuối cùng của Đăng Nhập Trái Tim. Chúc hai bạn sẽ có một cái kết thật là happy ending trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa chúc mừng Lâm Phong và cảm ơn cũng như là nói lời chào tạm biệt với ba chàng trai còn lại. Chúc các chàng trai của chúng ta sẽ thật may mắn và thuận lợi trên hành trình đi tìm một nửa còn lại của mình ạ. Xin cảm ơn và xin chào ạ. Mến, như vậy là Lâm Phong là cái tên cuối cùng mà Hồng Vân, nữ chính của chúng ta đã lựa chọn để đi đến vòng cuối cùng này. Ở vòng này thì chàng trai sẽ là người đưa ra và tiết lộ bí mật của mình. Bí mật đó cũng có thể là một bí mật động trời và khiến cho Hồng Vân thay đổi lại suy nghĩ và quyết định của mình. Cũng có thể cô gái ấy phải hối hận với quyết định mà mình đưa ra và phải suy nghĩ lại cái quyết định của mình. Tôi tin chắc rằng là đây là một phần rất thử thách với hai bạn để chúng ta đưa đến quyết định cuối cùng. Và hy vọng rằng Hồng Vân cũng như là Lâm Phong, chúng ta sẽ thật là bản lĩnh và giữ vững trái tim của mình để cùng nhau có một cái kết happy ending tại Đăng Nhập Trái Tim. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng biết bí mật động trời của Lâm Phong là gì. Xin mời ạ. Anh rất thích ăn. Tôi nghĩ rằng là ăn là một sở thích rất bình thường đối với tất cả chúng ta, nhưng tại sao Phong lại lựa chọn đây là một bí mật động trời? Liệu anh ấy sẽ ăn cái gì mà khiến cho chúng ta phải cân nhắc và suy nghĩ đến như vậy? Thì Vân có thể chia sẻ suy nghĩ của bạn ngay lúc này được không ạ? Chắc em nghĩ cái gì đó mà người ta không thể ăn được. Ví dụ cụ thể đi ạ. Cái gì mà không thể ăn được theo bạn? Cái con gì đó, côn trùng gì đó mà không ăn được. Anh rất thích ăn côn trùng. Cũng hợp lý nhỉ, bởi vì là tôi nghĩ rằng cũng nhiều loại côn trùng mà chúng ta ăn được, nhưng mà trong chương trình ngày hôm nay tôi nghĩ rằng mọi thứ nó không dễ đoán đến như vậy đâu ạ. Thưa Nguyễn, bạn nghĩ rằng là Lâm Phong ở đây ăn điều gì, ăn cái gì mà khiến cho chúng ta phải nghĩ rằng đây là một bí mật động trời mà khiến mọi người phải wow, phải sửng sốt khi mà nghe bí mật này? Em nghĩ là bạn này chắc là thích ăn đồ sống chẳng hạn. Ăn đồ sống à? Ăn những cái thịt cá mà ăn trong cái đồ tạc á, ví dụ như cá và tôm và thịt bò gì đó, nhưng mà không có thịnh hành ở Việt Nam, nhưng mà bạn đó rất là thích ăn. Và đó chỉ là những cái từ đầu tiên thôi. Chúng ta sẽ biết được thêm bí mật động trời của Lâm Phong là gì qua từ tiếp theo ạ. Xin mời ạ. Ăn vụng. Wow. Anh rất thích ăn vụng. Một nghĩa khác mà tất cả chúng ta đều không nghĩ tới. Vân nghĩ sao nếu mà Lâm Phong ăn vụng? Nếu mà ăn một cái gì thì em thấy bình thường thôi. Định kiến gì hết. Ok. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe chính chủ sẽ nói kỹ hơn về ăn vụng này nhá. Lâm Phong thân mến, tại sao bạn lại lựa chọn bí mật động trời là rất thích ăn vụng ạ? Ở đầu chương trình thì Vân cũng đã chia sẻ cái chuyện mà mình đã từng trải qua ở quá khứ. Và Phong thì có hai điều có rất là đúng và cũng gần đúng. Có nghĩa là rất là thích ăn vụng từ nhỏ luôn. Nghĩa là mỗi lần mà nhà nấu món gì là cứ là đứng dưới bếp là cứ bốc bốc ăn là rất là thích. Cái đó là một cái mà mẹ cũng chửi hoài à. Còn một cái này thì nó cũng gần đúng là không có một cái quá khứ cách đây cũng khoảng hơn 2 năm về trước. Thì có một lần Phong đã ăn vụng sau lưng người yêu của mình. Và khi biết được điều đó thì Phong đã mất hết tất cả. Và từ đó thì Phong rút ra một cái kinh nghiệm rằng là ăn vụng tuy ngon, nhưng mà mình nên ăn đường đường chính chính sẽ tốt hơn. Nếu mà ăn đường đường chính chính thì tôi nghĩ rằng đó không phải là ăn vụng nữa rồi. Đấy là ăn công khai, ăn trước mặt rồi. Ý của Phong rằng là mình rất là thích ăn vụng thiệt. Ăn vụng rất là ngon, nhưng mà mình phải tập ăn một cái gì đó nó đường đường chính chính hơn. Nhưng mà sở thích thì mình vẫn nói cho cái người bạn của mình biết trước, để xem bạn Vân bạn sẽ suy nghĩ thế nào. Vậy thì Phong, một ngày ăn vụng mấy lần hả Phong? Nếu mà nói ăn cho vào bụng thì không đếm được. Còn nếu mà nói về một cái nghĩa khác thì mình không nên dùng từ hàng ngày, mà mình dùng từ hàng tuần. Từ xưa đến giờ thì mình cũng đã từng ăn vụng là 2 lần. Đó là trong đời của Phong đã từng trải qua.
hai lần ăn vụng. Tôi nhìn mặt Hồng Vân cũng đang mà bặm môi suy nghĩ rồi đấy. Nhưng mà Phong thấy là mọi thứ nó đều có một cái sự trả giá hết trơn á. Đối với Phong cũng như là đối với tất cả mọi người cũng vậy. Mình thích là một chuyện, nhưng hãy làm cái gì cho đúng nhất là được. Con người ai cũng sẽ trưởng thành sau những lần ăn vụng. Tức là chúng ta cần phải ăn vụng để trưởng thành. Và đó là con đường mà bạn chọn để trưởng thành là như vậy. Đôi khi là không phải là do mình chọn, mà đôi khi là do cảm xúc nữa. Mà cái cảm xúc là một cái thước đo khó nhất, cho nên là mình đã sai. Vân thân mến, sau khi mà nghe bí mật động trời của Lâm Phong về quan điểm là bạn ấy cần ăn vụng để trưởng thành hơn trong một mối quan hệ, bạn có lo ngại rằng là bạn sẽ là món ăn tiếp theo của Phong sắp tới không? Em cũng hơi lo sợ, em cũng hơi bất ngờ một xíu. Nhưng mà khi mà qua những cái chia sẻ của bạn Phong thì em cảm thấy là ngay từ đầu khi mà bạn nghe những cái chia sẻ về quá khứ của em thì bạn có lại những cái chia sẻ, những cái suy nghĩ rất là giống với em. Nên là em cảm thấy đồng tình và sau đó ai cũng sẽ có những sai lầm. Nhưng mà người ta biết nhìn nhận là người ta thay đổi để nó tốt hơn. Thì em nghĩ nó cũng không phải là vấn đề gì. Vậy còn Thơ thì sao? Là một người đứng bên ngoài cuộc chơi này và sẽ đưa ra một cái ý kiến khách quan nhất về bí mật động trời của Lâm Phong, về việc bạn ấy đã từng ăn vụng hai lần trong quá khứ. Vậy bạn có bao giờ lo lắng rằng là đến với một quan hệ tiếp theo là Hồng Vân thì Lâm Phong sẽ tái phạm lại cái việc đó hay không? Dạ, theo như cách chia sẻ của anh Phong á, thì em nghĩ là anh Phong sẽ không có tái phạm lại. Tại vì cái cách suy nghĩ của anh Phong với lại Vân giống nhau. Tức là nếu mà anh ăn vụng rồi á, thì chắc chắn trong mối quan hệ của anh với lại bạn nữ trước thì chắc là cũng có những cái vấn đề mà không thể nào giải quyết được. Thì em cũng nghĩ là sau những cái lần như vậy thì Vân với lại anh Phong có tiếng nói chung, cũng sẽ hiểu nhau hơn. Tức là trong một mối quan hệ nếu mà có những vấn đề không thể giải quyết được thì một là bạn nữ có thể đi ngoại tình, hai chàng trai có thể đi ăn vụng, là cách giải quyết mà hai bạn lựa chọn với nhau. Và đó là điểm chung mà hai bạn đi đến với nhau. Theo em nghĩ là chắc chắn là trong cái mối quan hệ của mình có những vấn đề mà không giải quyết được luôn. Tức là đối với trường hợp của anh Phong là một vấn đề khác. Và có thể là anh dùng từ đó giống như Vân thì Vân dùng từ ngoại tình. Như em cũng chia sẻ rồi là quan điểm ngoại tình của Vân nó xuất phát từ một cái tình huống mà nhiều người không thể nào hiểu được, tức là người trong cuộc mới hiểu thôi. Còn như người ở ngoài thì người ta nghĩ là một mối tình ba người là đã sai rồi. Nhưng mà như em chia sẻ thì mỗi người sẽ có một cái quan điểm sống khác nhau, rồi trong cuộc sống cũng khác nhau, thì anh Phong lựa chọn cái đó thì anh cũng trả giá rồi, thì anh sẽ có kinh nghiệm hơn, trưởng thành hơn. Và Vân cũng vậy. Thì em nghĩ là nếu mà sau đó thì hai người tiến tới thì sẽ có những cái quyết định chín chắn hơn. Ok. Phải nói rằng là sau khi mà lắng nghe chia sẻ của Thơ, người bạn thân 10 năm của Hồng Vân, cũng như là lắng nghe quan điểm của người trong cuộc chính là Phong và Vân, đều là những người có những đổ vỡ nhất định trong mối quan hệ của mình, thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy rằng là các bạn trẻ của chúng ta đều là những người thực sự chín chắn và có thể hiểu đúng về một mối quan hệ. Cách mà chúng ta đứng lên sau những lần vấp ngã chính là một cách để chúng ta học hỏi cũng như là trưởng thành hơn trong mối quan hệ, để ngày hôm nay khi mà chúng ta đến với một mối quan hệ mới, chúng ta có kinh nghiệm rồi, kinh nghiệm xử lý vấn đề, kinh nghiệm để hiểu đối phương nhiều hơn, và quan trọng là giải pháp sau mỗi lần gặp trục trặc như thế, đúng không ạ? Phong cũng có hướng giải quyết và Vân cũng có hướng giải quyết của riêng mình, thì tôi tin chắc rằng là với những cái cách giải pháp này thì hai bạn sẽ có những quyết định thật là chính xác nhất. Và bây giờ cũng là lúc để chúng ta cần phải đưa ra quyết định cuối cùng. Sau khi mà Hồng Vân lắng nghe bí mật động trời của Lâm Phong thì bạn còn giữ ý định đăng nhập cùng chàng trai này hay không? Và quyết định của bạn đó là... Quyết định cuối cùng của em nghĩ là em sẽ không ạ. Không hẹn hò với Lâm Phong ạ. Có chính xác không ạ?
Bạn có muốn suy nghĩ lại không ạ? Bởi vì là bản thân chúng tôi là những người làm chương trình thì chúng tôi rất là muốn lắng nghe lý do vì sao chúng ta không thể đi đến được với nhau ạ. Qua những chia sẻ của anh từ đầu chương trình, cũng không chắc là anh sẽ không bao giờ tái phạm lại cái sai lầm đó nữa, nhưng mà nếu có thể trong mối quan hệ anh nói chất lượng được, em không muốn bị tổn thương thêm. Không sao, chúng tôi hiểu suy nghĩ và quyết định của bạn và chúng tôi cũng tôn trọng quyết định của Hồng Vân. Đó là điều dễ hiểu thôi, và trong cuộc sống này hay là trong tình yêu, điều gì cũng có thể xảy ra. Chính vì thế mà tôi nghĩ rằng là Hồng Vân cũng có lý của Hồng Vân, và Lâm Phong chắc chắn là bạn cũng có những cảm xúc của riêng mình khi mà lắng nghe quyết định đó. Nhưng mà không sao cả, bởi vì là tương lai luôn luôn rộng mở chúng ta. Nếu mà bản thân mỗi người luôn hướng tới những điều tích cực và cho nhau những cơ hội, không nhất thiết phải hẹn hò hay là trở thành một điều hay là một vị trí nào đó quan trọng trong cuộc đời của nhau. Làm bạn thôi cũng được, cũng là cách để chúng ta bắt đầu một mối quan hệ. Vì dịch cũng đang diễn biến khá phức tạp, chúng ta có thể là tìm hiểu add friend nhau trên Facebook hay bất kỳ một nền tảng mạng xã hội khác, tìm hiểu trước về cuộc sống của nhau, trò chuyện, hỏi thăm nhau như những người bạn, cũng là một cách để chúng ta cho nhau một cơ hội. Bởi vì biết đâu sau này chúng ta hiểu nhau hơn thông qua chương trình này thì sao ạ? Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian đến với Đăng Nhập Trái Tim. Chúc các bạn thật may mắn và thành công trên hành trình đi tìm một nửa còn lại của mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị thân mến, tình yêu là vậy, điều gì cũng có thể xảy ra. Quan trọng là chúng ta cảm thấy hạnh phúc và tự tin với quyết định mà mình đưa ra. Và hy vọng rằng là trong tập tiếp theo của Đăng Nhập Trái Tim, chúng ta lại kết nối được một cặp đôi thành công và cùng nhau dắt tay nhau ra khỏi chương trình. Và chương trình của chúng tôi được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV phối hợp cùng với công ty Sunrise Media và phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Chúc quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại quý vị vào tối thứ bảy tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!